nhiên là để chọn được những cây gỗ mà có vân veo tự nhiên, vân chun như này thì rất là khó. Đây quý vị để ý này, hai cái cánh giữa này nhá, hai cánh giữa là có cơ sở gỗ Tùng Tán. Xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay thì nhà em lại xin trân trọng giới thiệu với quý vị khách hàng một chiếc kệ tivi hàng cực kỳ VIP luôn. Chiếc kệ tivi này là bằng chất liệu gỗ đinh thối quý vị nhá, gỗ đinh thối chọn vân chun. Em xin nhắc lại là chiếc kệ tivi này là chiếc kệ chất liệu gỗ đinh thối chọn vân chun, hàng cực kỳ là VIP cũng như là cực kỳ là hiếm trên thị trường. Chiếc kệ này thì có kích thước thông số như sau, là chiều ngang là 2m37 hay còn gọi là kệ tivi 2m4 đấy. Chiều cao là 92 và chiều sâu là 15 quý vị nhá. Đây trước mặt quý vị hình ảnh tổng thể đây. Thì cái mẫu kệ này thì nhà tôi để là cái mẫu kệ trơn thôi, chủ yếu là chơi vân là chính. Bao gồm có 80 ngăn kéo, 8 cánh và 4 ngăn kéo quý vị nhá. Đây, vân gỗ đây. Em quay gần hơn cho quý vị xem được cái phần chi tiết cái vân gỗ này. Chất liệu gỗ đinh thối thì là rất là giá trị. Tuy nhiên là để chọn được những cây gỗ mà có vân veo tự nhiên, vân chun như này thì rất là khó. Đây quý vị để ý này, hai cái cánh giữa này nhá, hai cánh giữa là đều là một tấm ván da như là vân gỗ đối nhau. Vân gỗ đối nhau rất là đẹp và giá trị nhá. Đây, hai vân gỗ cánh này đối nhau này. Rồi quý vị này, hai vân gỗ đối nhau này. Cánh rất là chun và đẹp. Đây phần mặt đây, phần mặt đây, mặt vân chun đây. Sản phẩm thì là được quét một lượt lót bảo vệ gỗ quý nhá, chống nứt răng, rất là giá trị và cũng như là cực kỳ là hiếm trên thị trường hiện nay. Chất liệu gỗ này cực kỳ là hiếm trên thị trường hiện nay nhá, không phải là hàng phổ thông, hàng đặc sắc đấy. Vân vèo này, vân vèo quá là đẳng cấp luôn. Quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tán, có số điện thoại là 0957 51086. Chúng tôi có website là đồ gỗ tùng8.com, thì mọi người để truy cập vào website để xem được cái hình ảnh chi tiết, như là chúng tôi sẽ để lại thông số kích thước của cái chiếc kệ tivi này. Chiếc kệ tivi 2m4 bằng chất liệu gỗ đinh thối chọn vân, gỗ đinh thối chọn vân. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác. Mọi người nào quan tâm mà muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất cũng như là về gỗ tự nhiên chúng tôi thường xuyên chia sẻ trên kênh, thì có thể bấm like và đăng ký kênh của tôi để theo dõi. Xin chào mọi người.